xe này thì em bớt cho anh cô chú anh chị 10.389.000 nha, 399 còn 389.000, 2022 mới mua được luôn, thôi cũng giảm giá cho cô chú anh chị luôn 10.515.000 đó, cho cô chú anh chị dễ mua 2022 nha. Bản CVT 2018 này thì em bán cho cô chú anh chị là 415 nha, 415.000 đó, một cái dòng xe Honda nó cũng khá là dự giá cô chú anh chị. À, em đang bán 199, em giảm cho cô chú anh chị 10.189.000 nha. Những cái này thiên về về giá thôi cô chú anh chị, có thể 455 cô chú anh chị giảm 10.000 nha, 445. Cái này Hilux mới về số sàn này cô chú anh chị, số sàn này Hilux lâu lắm rồi không có Hilux này nè, 29 số sàn, 725.000 giảm cô chú anh chị 6.000 đi, 719. Xe này mới về. Hello, xin chào cô chú anh chị khách hàng nha, chào mừng cô chú anh chị đã quay lại với video báo giá của em Toàn ngày hôm nay. Và cái điều đặc biệt là hôm nay em Toàn sẽ báo giá tại Toàn Trung 8 276 Nguyễn Tất Thành, Pleiku, Gia Lai cô chú anh chị nha. Bên em thì có rất là nhiều loại xe, dòng xe sedan, SUV, bán tải và các loại xe từ thấp cho đến cao, tiền cô chú anh chị có tha hồ mà lựa chọn nha. Đó, bên em thì ngoài bán đứt thì có nhận đổi bù trừ. Đó, nhận đổi bù trừ là có nghĩa là cô chú anh chị nào có một cái xe như cái xe này có thể là 40-50 triệu, đó muốn đổi ra cái xe 300-400 triệu á thì tụi em vẫn đổi được nha, vẫn hỗ trợ đổi được, có thể lên cửa hàng trực tiếp giao dịch thuận tiện hơn, còn bận quá thì tụi em có thể mang tới nhà cho cô chú anh chị coi và đổi. Thì cái khủng hộp mang tới nhà thì các bạn sẽ hướng dẫn rõ và kỹ hơn cô chú anh chị nha, điều kiện là gì và cách thức giao dịch ra làm sao, cọc ra như thế nào để mang tới nhà cho cô chú anh chị xem không được thì trả cọc, hồi cọc như thế nào đó, thì các bạn sẽ hỗ trợ. Còn cô chú anh chị nào mà có xe bán ở Gia Lai nè, Đắk Lắk nè, Bình Định nè, Phú Yên nè, Nha Trang nè, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế thì em ít thu đó, thì liên hệ các bạn Toàn Trung Gia Lai sẽ đi nhanh hơn, hỗ trợ tốt hơn, thu tại nhà cô chú anh chị, hỗ trợ đổi định danh biển số rồi hỗ trợ giải ngân ngân hàng, nộp tiền vô trước, khi mà cô chú anh chị không có tiền nộp cho ngân hàng nữa thì Toàn Trung sẽ hỗ trợ cô chú anh chị được cái điều đó. Thế mạnh của Toàn Trung là tất cả những cái xe lướt, xe mới đã qua sử dụng và giá gần bằng giá xe mới, đó là thế mạnh của Toàn Trung. Rồi còn có thể là có những cái xe đời cũ, đời thấp hơn mà cô chú anh chị đi sử dụng kẹt tiền hoặc là muốn lên đời bán thì Toàn Trung vẫn hỗ trợ được cô chú anh chị nha, vẫn hỗ trợ được đó, nhưng mà phải cam kết là với cô chú anh chị là xe cô chú anh chị phải hoạt động bình thường, sử dụng bình thường và mô tả nó cụ thể thì Toàn Trung mới đi xa mới mua được những xe đó. Hoặc là anh chị nào có xe cũ bán muốn giới thiệu cho Toàn, kiếm có tiền hoa hồng á, giới thiệu Toàn mua được xe sẽ có tiền hoa hồng nha, bất kỳ tỉnh thành nào có thông tin làm việc được mua được xe về tới cửa hàng là cô chú anh chị có tiền hoa hồng. Còn giới thiệu tới mua xe thì tiêu chí của công ty em là không có, cô chú anh chị nắm được cái điều đó. Và để có những cái công việc nó thuận theo ý mình cô chú anh chị nha. Bên em thì sẽ giới thiệu những cái xe mà cỡ nhỏ trước cho cô chú anh chị đi. Thì đáng lẽ là phải có hai khu vực, một khu vực Toàn Trung chuyên bán xe lướt và khu vực Toàn Trung chuyên bán xe đời thấp và xe về giá, thiên về giá hơn, thiên về chất lượng đó, thì nó sẽ nằm bên kia. Em đang xây dựng cô chú anh chị thì xe này cũng thiên về giá nè, sẽ có những cái morning mà 2018 qua kia, em qua kia mở cửa những cái morning mà 2015, 2016, 2014 mà cọp á thì Toàn Trung xe lướt, trong hệ thống Toàn Trung xe lướt vẫn bán, nhưng mà có những cái morning mà đi nhiều và chất xe nó cũng không được đẹp á, như chẳng hạn như con xe này 2016 á thì em đang bán 199, em giảm cho cô chú anh chị 10.189.000 nha. Những cái này thiên về giá thôi cô chú anh chị, có thể đi nó hư hỏng hoặc là xuống cấp theo thời gian thì cô chú anh chị có thể sửa giùm em Toàn nha. Và cái xe này em chỉ bán cho những người nào rành về xe thôi, còn mà mới mua xe lần đầu không biết gì về xe hay này nọ thì em xin phép được từ chối bán những cái xe dày, chờ đợi những cái xe mà đẹp lướt mà cọp mà Toàn Trung có cam kết, có bảo hành cô chú anh chị nha, có bảo đảm đó, thì cái đó là sẽ là cái định hướng mới, thông tin nó rõ ràng cô chú anh chị hơn. Cái xe này số sàn đó, cô chú anh chị đi thời gian thì em Toàn vẫn có thể thu lại, bên em bán ra thì sẽ thu lại bao quay đầu anh chị nha, bao quay đầu đó. Những cái xe mà đời thấp á thì
Toàn Trung có cơ chế mới là bảo hành động cơ. Động cơ là có nghĩa là gì? Bảo hành là có thể là nếu mà nó bị lỗi cho nhà, nó bị không nổ được hoặc là nó không chạy được trên đường sôi nước hay nóng nước trong vòng một tháng á, thì Toàn Trung sẽ chịu trách nhiệm. Còn mấy cái hao mòn tự nhiên như côn, kiết, nhúng, nhiếc, phuộc hay là cao su hay bất cứ cái gì, dây cu ro hoặc là nhớt nhau hoặc là bi biết bi bọng gì, mấy cái đó là cô chú chị tự thay tự làm nha, những cái xe đời cũ. Còn những xe đời, xe lướt, xe mới là bao luôn, bao hết anh chị nha. Rồi còn cái xe này là Brio RS nhập Indonesia 48.000 cây 2020 cô chú anh chị. Xe này thì những cái mô tả của Toàn Trung trên cái bảng giá rất là rõ ràng, có thay đèn hậu sau bên phải đó, là bên thẩm định, bộ phận thẩm định và check bên em đã thẩm định và đưa ra những cái thông tin cụ thể, cô chú anh chị có thể xem, và các bạn có không hiểu các bạn sẽ có thể tư vấn thêm cô chú anh chị nha. Thì xe này nó là một trong những dòng xe Honda đi rất là tiết kiệm nhiên liệu, nhỏ gọn, đi trong thành phố, đi gia đình rất là phù hợp. Xe này thì em bớt cho anh cô chú anh chị 10.389.000 nha, 399 còn 389.000.000 đó. Xe này thì nhỏ gọn, đi đi trong thành phố là tuyệt vời, giống như là mua cho vợ đi chợ vậy đó. Xe này biển thành phố Hồ Chí Minh cô chú anh chị nha. Đó, bản RS. Tiếp theo dòng City. City này là CVT. CVT nó rộng hơn, nó dài hơn, nó đi nó được có thể là đi thuận tiện, sướng hơn. Đó, xe này 2018 City CVT, xe Việt Nam. Đó, không lỗi. Đó, xe này thì em bán cho cô chú anh chị là bản CVT 2018 này thì em bán cho cô chú anh chị là 415 nha. 415.000.000. Đó, một cái dòng xe Honda nó cũng khá là dự giá cô chú anh chị. Khá là dự giá. Bây giờ mua những cái 20 thu vào 2018 như vậy thì thu vô cũng 37, 36, 37, 38 rồi. Nói chung là bán rồi còn nhiều chi phí lắm. Bán cho cô chú anh chị vậy chứ chi phí nó cũng nhiều lắm. Con này là Celento 2018, 55.000 cây. Để kiểm tra kỹ tỉ mỉ. Đó. Xe Việt Nam của chú anh chị nha, máy 1.6, xe này 449.000.000. Xe này thì nó là phân khúc cao cấp hơn. Đó. Nó có ghế điện nè. Nói chung là nói về Kia thì option nó miên man luôn anh chị. Toyota với xe Nhật là không bao giờ cạnh tranh lại. Cửa nóc đầy đủ hết và giá nó cũng yêu thương, 449.000.000 nha. Máy 1.6. Điều hòa thông minh rồi, thắng đĩa 4 thắng rồi, rộng rãi hơn. Đầm chắc hơn. Đó. Sedan thì em còn vài chiếc trong đây nữa. Đó, để em giới thiệu hết phân khúc sedan cho cô chú anh chị tham khảo nha. Cái này Mazda nè. Ví dụ là anh chị nào muốn cái xe mà hơi gọi là không có nhỏ lắm mà cũng không có to quá, đó thì cái xe này Mazda 2 này, sự lựa chọn phù hợp. Xe này 9.000 cây mới mua ở Phú Yên nè. Xe này thì 399.000.000. Đó. Đời 2020. Xe này có 9.000 cây à, mới tinh à cô chú anh chị. Bản Dulux anh chị nha, bản Dulux. Dulux. Đó, Dulux nhưng mà Dulux đây là cũng form mới là 2020 là cũng form mới rồi, mâm mẹ giống như màu chrome vậy cô chú anh chị. Đó, mấy cái xe Xpander, mấy xe này cũng đã bán rồi. Fortuner, CRV đã bán rồi. Vios này cô chú anh chị, Vios 8.000 cây, xe này mua ở Kim Tum 2022. Đó, xe 525.000.000, bản G. Bản G cô chú anh chị nha. Xe này bản G. Mới 2022 mới mua được luôn, thôi cũng giảm giá cho cô chú anh chị luôn 10.000.000, 515. Đó, cho cô chú anh chị dễ mua 2022 nha. Ưu tiên 515 là ưu tiên cho khách hàng ở Gia Lai thôi nha anh chị. Đó, ưu tiên khách hàng ở Gia Lai, Kon Tum gần gần em thôi, chứ còn vận chuyển xe này nọ chi phí em nó sát quá rồi. Đó, cũng ưu tiên cho bà con Gia Lai, Kon Tum, Quy Nhơn, Bình Định yêu thương nữa. Đó, những nơi mà quê hương của em Toàn. Tiếp theo nữa là Vios MT 2016, 3.000 cây số, 375.000.000. Đó, 375.000.000. Xe này là nguyên bản, rin nguyên bản cô chú anh chị nha, rin nguyên bản mới tinh. Xe này có 3.000 à. Một con xe quá độc không, số sàn. Cô chú anh chị nào thích một con xe mà số sàn, Vios số sàn mà mới thì xe này lựa chọn quá phù hợp, 3.000 cây mới tinh. Những cái xe mấy cây số này em mua không hề rẻ, nên cô chú anh chị nào
mà hợp á thì có thể lấy, còn không thì có thể chờ. Em có hay có những cái xe mà model mới 2018, 2019, 2020 á, em bán cũng có 300 mấy á, nhưng mà nó là form mới đó. Còn đây tại sao nó form cũ mắc như vậy, tại vì ít cây số á, mua cho cô chính chị có thể tham khảo thử đó, có thể tham khảo. Kính này bị bể hả, thay đi chứ. Kính này bị nứt này, thay đi, kính không quan trọng cứ thay đi. Kính đây Accent cô chú anh chị, đó cũng là một trong những dòng xe chiến lược của Toàn, bán rất là đạt, có xe nào về là bán xe đó chạy êm anh chị. Trong phân khúc là Hyundai, nhiều cô chú anh chị cứ hay bắt Toàn phân tích với Vios, với Accent này nọ, mỗi thứ nó có một cái ưu điểm, cái nhược điểm riêng cô chú anh chị ạ. Đó thì xe em Toàn có nhiều ở đây, nên là mong cô chú anh chị có thể lên trải nghiệm hoặc là trải nghiệm thực tế. Hyundai Accent số tự động em bán 435 triệu, 221, 37.000 cây, không lỗi nha anh chị, không lỗi. Đó, chuẩn bị em thay kính. Đó, có nhiều cái vết nứt hay gì đó em thay liền à. Đó, Accent. Rồi, Rai đây cũng đã bán rồi, Brio đã bán, HRV mua ở Bình Định cũng bán. Nói chung em mua ở khu vực miền Trung nhiều lắm, và các bạn cũng em có lượng khách quen rồi, lượng khách ủng hộ tin yêu, tại vì hệ thống Toàn Trung thì cũng ba mấy năm ở khu vực miền Trung rồi, nên là nhiều khách hàng cũng biết rõ. Cái này là Hyundai Avante AT ở 2012, 80.000 cây, cái này số tự động, một dòng xe mà trong tầm giá 285 triệu mà đi cũng bền tốt, mà giữ giá chất lượng thì cũng đảm bảo anh chị nha. Cửa nóc đi lợi xăng tiết kiệm, ít hư vặt, dòng này ít hư vặt, 4 phanh đĩa, cửa nóc 280 mấy triệu à. Bây giờ những cái xe mà số sàn cũng bán cũng 200 mấy rồi, cái này có số tự động mà tự động nó lại có thêm được cửa nóc, option nó đủ hơn của chú anh chị nha. Đó, Elantra nè, sedan thì em cũng có thêm cái Elantra đây, 9.000 cây 2022. Cái này bản đặc biệt của chú anh chị, bản đặc biệt 2022 biển Bình Định. Đó, xe này em mua dưới Bình Định lên, xe này 620 của chú anh chị, này 620 triệu, mới tin nè. Đó, rồi tiếp theo em qua cái dòng mà cỡ 5 chỗ mà gầm cao cao một xíu. Em đang nghiên cứu thị trường Gia Lai, Tây Nguyên là những cái xe này là những cái xe là phù hợp nè. Đó là Sonet, Kia Sonet số sàn 2022, 11.000 cây. Xe này em bán 465 nha, xe này hãng ngưng sản xuất rồi, logo mới. Ngưng sản xuất hình như không bán, tại bán chậm anh chị. Bữa nay người ta đi tự động nhiều, nhưng mà cũng sẽ có một số cô anh chủ, chú anh chị là thích số sàn thì em vẫn có sản phẩm để phục vụ. Nhưng mà em vẫn thích là khách hàng của em xài số tự động hơn, tại vì em chạy số tự động em thấy trong tương lai gần và sắp tới là khách hàng không phải tốn tiền. Đó, tốn tiền gì của chú, bây giờ tiền đổi xe, đi số sàn chán là sẽ đổi qua tự động, còn đi tự động chưa giờ ai mà đổi xuống số sàn hết á, chưa ai mà đi số tự động mà đổi xuống số sàn. Đi số tự động xong mà không muốn đi số sàn, có nhiều người là tại vì không thích đi số tự động, là tại vì không chạy cô chú anh chị, không chạy số tự động nên là sợ. Đó, chứ còn mà ai đã chạy số tự động được là không bao giờ chạy số sàn, theo em là như vậy. Rồi, cái dòng Hyundai 7 chỗ, con này 15.000 cây 2022, nhập Indonesia, xe nhập của Hyundai 7 chỗ, cạnh tranh với Defender 499. Rồi, cái đây là Ford Everest số sàn 29, 40.000 cây, nhập Thái Lan. Đó, xe này 725 triệu, giảm cô chú anh chị 6 triệu đi, 719, xe này mới về. Đó, số sàn, anh chị thích Everest số sàn thì mua xe này. Tiếp theo là Ford Ranger này thì 350 triệu cô chú anh chị nha, 24, chạy 140.000 cây. Đó, số sàn, số sàn cái này là bản đủ anh chị nha, hai cầu bản đủ 350 triệu chứ. Số sàn bản đủ, cái này bản XLT cô chú anh chị nha, XLT. Xe này tính chọn ra để cho anh em Toàn Trung đi, nhưng mà số sàn anh em Toàn Trung cũng không đi, không chịu đi anh chị. Bản tuy là bản đủ hai cầu á, đó cô chú anh chị nào mà đi rừng hay đi công trình hay gì đó thì nên đi số sàn. Đó, còn mà Toàn Trung thì trộm vía hôm nay là phục vụ các cô chú anh chị ở phố, không còn đi làm chương trình ở huyện nữa, nên là anh em đòi hỏi số tự động cho thành phố đi cho nó nhà. Đó là mua Hilux rồi,
có cái Hilux rồi cô chú anh chị. Hilux, Hilux được cái là nó bền thôi chứ còn lợi dầu, chứ còn chạy thì nó không có đẻ, không bằng, không đầm, không êm ái bằng Ford. Em vẫn thích đi Ford hơn. Bán tải thì còn có thêm xe này nữa, Ranger MT đó, 2016 64.401. Đó, xe này biển Sài Gòn nè. Tiếp theo nữa là cái này thì 455 27. Đó. Cái này 77.000 cây, 455. Biển 61. 455 cô chú chị giảm 10 triệu nha, 445. Tiếp theo nữa là xe này, xe này Mazda BT50 2016. À 2015. Nhập Thái Lan, xe này 365 triệu cô chú chị nha. 365 triệu hai cầu. Đó. Máy móc Ford với Mazda nó như nhau hết anh chị, máy móc khung gầm như nhau, tại vì Mazda nó mua công nghệ sản xuất của Ford. Đó, thì đây máy xe, cửa hàng đây thì cũng bán, tụi em thì cũng bán liên tục à, cũng bán liên tục. Tiếp theo nữa là Innova, Toyota Innova. Toyota Innova này mua Bình Định lên nè cô chú anh chị. Đó, các anh đang dọn, các anh kỹ thuật đang dọn Innova. Số sàn đây đời có 26 à, nhưng mà xe đây ít cây số, đây 6 mấy ngàn. Đó, xe này 400 mấy, tí nữa em làm giá lại. Rồi tiếp theo nữa là Tucson mới mua ở Gia Lai nè, bản form mới nè. Đó, dòng Tucson đây cũng rất là nhiều cô chú anh chị thích nè, 2023 nè. Xe này có 700 mấy thôi, form mới 2023 màu trắng, 700 mấy chục triệu thôi. Xe này Xpander, bán rồi, đang dọn rửa để giao cho khách Nguyên này. Anh đây thì anh chạy dịch vụ, đợt trước là anh mua của em cái Kia Celento rồi, anh chạy làm ăn có thành công nên lên đổi Xpander. Thì em đang dọn dẹp xong rồi, bây giờ xong rồi rồi ảnh lên hay là mình xuống thôi. À, đổi chứ anh lên lấy hay mình giao xuống? À ok, cái này Hilux mới về số sàn này cô chú anh chị, số sàn này Hilux lâu lắm rồi không có Hilux này nè. Đó, 29 số sàn, 29 số sàn. Bên kia dưới kia cũng còn mấy xe chưa dọn. Đó. Rồi lanh quanh thì toàn chung Gia Lai chỉ có những cái xe như vậy. Cô chú anh chị nào mà tới đây mà chưa chọn được cái xe yêu quý của mình á, thì các bạn tư vấn viên sẽ tư vấn em còn tới 100 mấy chục chiếc xe ở trong thành phố Hồ Chí Minh nữa, có thể mang về bất cứ lúc nào khi cô chú anh chị có nhu cầu. Đó. Và có xe bán nhớ điện thoại em Toàn nha, tất cả thông tin số điện thoại nhân viên bán hàng Toàn có để trên video, cô chú anh chị liên hệ và chọn lựa cái sản phẩm nào mà mình thích nha. Chúc anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong công việc nha. Chào tạm biệt.